Đây, khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu và khuôn mặt của những linh hồn của những anh hùng chiến sĩ rất rõ ràng. Ở đây những kẻ giàu có là đóng cái vai con kênh kênh nè, giàu có ích kỷ đó, những kẻ này sẽ bị nhốt chung với quỷ Satan và quỷ rau xanh, linh hồn sẽ bị thiêu đốt nhiều ngàn năm, lửa nóng nhiều ngàn độ, và những trẻ em đói khổ này sẽ được Thượng Đế toàn năng đem về chỗ nghỉ ngơi và ban cho những việc làm cao trọng vĩ đại, bởi vì các em đã đóng vai hy sinh nhắc nhở cho những kẻ lo mà sám hối gấp.